Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series Cẩm nang tân thủ của PUBG Mobile Việt Nam. Đến với video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần tiếp theo của những thông tin và thủ thuật chưa được xác thực do người chơi sưu tầm và đóng góp. Mở đầu là thông tin, nòng mở rộng Barrel Extended hiện tại đã hoạt động hiệu quả và có thể tăng sát thương của súng khi bắn ở cự ly xa. Công dụng của phụ kiện này chính là giảm lượng sát thương bị hao hụt ở khoảng cách xa bằng cách tăng cường hiệu quả cự ly của viên đạn. Khi người chơi sử dụng phụ kiện nòng mở rộng ở khoảng cách xa, sát thương sẽ ít bị hao hụt. Hãy cùng ví dụ với dòng súng EMP-45 khi trang bị nòng so với lúc không trang bị khi bắn ở khoảng cách 100m. Sát thương headshot vùng đầu của EMP-45 khi bắn ở cự ly cận chiến là 74. Khi bắn ở khoảng cách 100m, sát thương của EMP sẽ bị hao hụt khoảng 14% và lượng sát thương hiện tại chỉ tầm 64. Nhưng nếu người chơi trang bị nòng mở rộng cùng với khoảng cách và mục tiêu tương tự, sát thương sẽ lên đến 67. Vậy, thông tin trên đã được xác thực, nòng mở rộng có thể giảm sát thương hao hụt ở cự ly xa. Thông tin tiếp theo, nếu bạn nghiêng người ra ngoài cửa sổ xe hơi và bị chiếc xe khác chạy qua đâm phải, bạn sẽ bị thương. Theo logic thông thường là vậy, nhưng trong game PUBG Mobile luôn tồn tại một số quy tắc vật lý không giống với bên ngoài. Khi bạn nghiêng người ra ngoài cửa sổ xe và bị một chiếc xe khác đâm trúng, bạn vẫn không gặp phải vấn đề gì hết nên thông tin trên không chính xác nhé. Đến với thông tin tiếp theo, chế độ hỗ trợ ngắm của đảo bí ẩn Spam Island mạnh hơn rất nhiều so với đảo thông thường, đến nỗi khi bắn gần kẻ địch thì họ vẫn bị ảnh hưởng và trúng đạn. Ok, ta hãy xem kết quả ra sao nhé. Cho dù có thực hiện nhiều lần thì kết quả vẫn vậy, cả hai chế độ ngắm bắn đều như nhau. Mặc dù nhiều người chơi sẽ cảm giác chế độ ngắm của Spam Island mạnh hơn, nhưng khi so sánh song song, ta có thể thấy chúng đều tương tự nhau. Nên thông tin chưa chính xác, hỗ trợ ngắm ở Spam Island và đảo thông thường là giống nhau. Thông tin kế tiếp, nếu bạn lái xe mô tô 3 bánh và chuyển sang góc nhìn thứ 3, bạn sẽ không thể ngã cho dù lái ở bất cứ địa hình nào. Hãy giữ vững và giới hạn tốc độ, bạn sẽ dễ dàng điều khiển xe hơn. Trên đây là hai tình huống so sánh song song của việc lái xe mô tô 3 bánh ở góc nhìn thứ nhất và góc nhìn thứ 3. Có thể hầu hết người chơi cảm thấy lái xe ở góc nhìn thứ nhất dễ kiểm soát hơn, nhưng cho dù là ở chế độ nào, nếu bạn không thể kiểm soát tốc độ thì bạn ngã là điều chắc chắn, nên thông tin không chính xác nhé. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không tham gia PUBG Mobile ngay nào? Hãy nhấn like và subscribe kênh để nhận được các thông tin mới nhất nhé.